Thưa quý vị, 9 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật hủy bỏ Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE. Tài liệu đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Hiệp ước về lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE, được ký vào năm 1990 bởi đại diện của 16 quốc gia thành viên NATO và 6 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Varsava, có tính đến sự cân bằng vũ khí thông thường giữa hai khối. Sau sự sụp đổ của Tổ chức Hiệp ước Varsava đã nảy sinh câu hỏi về việc điều chỉnh hiệp ước cho phù hợp với thực tế mới, đặc biệt có liên quan sau khi NATO mở rộng về phía đông. Đến năm 1999, một phiên bản cập nhật của hiệp ước đã được ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, ở Istanbul. Hiệp ước vô thời hạn ngụ ý tạo ra một hệ thống hạn chế số lượng vũ khí thông thường, xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, pháo, máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công. Hiệp ước thích ứng chỉ được phê chuẩn bởi 4 quốc gia: Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine. Mặc dù tài liệu này đã được ký bởi đại diện của 30 quốc gia. Nga đã ngừng tham gia vào tháng 7 năm 2007 sau khi NATO từ chối phê chuẩn phiên bản cập nhật của hiệp ước. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đưa ra dự luật bãi bỏ hiệp ước này. Bản giải thích cho nó lưu ý rằng hiệp ước phần lớn đã lỗi thời và không còn phù hợp với thực tế, bao gồm cả việc mở rộng NATO vào các ngày 16 tháng 5 và ngày 24 tháng 5. Nó đã được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga lần lượt thông qua. Thưa quý vị, sau khi Nga và Belarus ký kết thỏa thuận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi các quốc gia khác tham gia nhà nước liên minh cùng nước này và Nga để có được lớp phòng thủ bổ sung bằng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói trong cuộc phỏng vấn được phát trên kênh truyền hình nhà nước Russia One hôm 28 tháng 5 rằng hãy gia nhập nhà nước liên minh Nga-Belarus sẽ có vũ khí hạt nhân cho các bên. Ông Lukashenko cũng chỉ ra rằng Kazakhstan và một số quốc gia khác trong khu vực cũng có quan hệ thân thiết với Nga như Belarus. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus nói thêm, ông chỉ bày tỏ quan điểm bản thân, không nhất thiết chung với lập trường của Nga. Hiệp định thành lập nhà nước liên minh Nga-Belarus được ký kết vào năm 1999 nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cho nhà nước liên minh trên các lĩnh vực như kinh tế, thông tin, công nghệ, nông nghiệp và an ninh biên giới. CNN nhận định, những bình luận của Tổng thống Belarus về việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho các đồng minh cùng chí hướng có thể làm gia tăng lo ngại về nguy cơ phổ biến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Tổng thống Putin hồi tháng 3 tuyên bố Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Moscow khẳng định động thái này không có gì bất thường và Mỹ đã làm điều tương tự trong nhiều thập kỷ. Nga cũng nhấn mạnh nước này vẫn giữ quyền kiểm soát vũ khí, không giao lại cho Belarus. Moscow và Minsk hôm 25 tháng 5 ký thỏa thuận về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Tổng thống Lukashenko cùng ngày thông báo Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch và ông nhất trí với ông Putin về loại vũ khí hạt nhân, nơi bố trí và số lượng, song không nêu cụ thể. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ được thiết kế để sử dụng trong một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường, thay vì phá hủy quy mô lớn. Thưa quý vị, mặc dù Mỹ và các nước đồng minh phản đối Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, nhưng Belarus nói rằng họ để Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến lãnh thổ nhằm răn đe chiến lược, ngăn phương Tây vượt lằn ranh đỏ. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus Alexander Volfovich trả lời phỏng vấn đài ONT ngày 28 tháng 5 rằng một trong những công cụ răn đe chiến lược về mặt quân sự là vũ khí hạt nhân. Phương Tây đã khiến Belarus không còn lựa chọn nào khác. Nếu các chính trị gia phương Tây có lý trí, tất nhiên họ sẽ không vượt qua làn ranh đỏ này. Ông Volfovich cho biết, vũ khí hạt nhân đã được rút khỏi lãnh thổ Belarus sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991 khi Mỹ đưa ra các đảm bảo an ninh và không áp lệnh trừng phạt. Ông Volfovich nói rằng, giờ đây mọi thứ đã bị xóa bỏ, mọi lời hứa từng đưa ra đều đã biến mất mãi mãi. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ được thiết kế để sử dụng cho một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường thay vì phá hủy quy mô lớn. Dù vậy, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus cảnh báo vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược. Ông nói thêm, nếu Belarus phải sử dụng đến nó, đây sẽ là bước đi cực đoan nhưng chính đáng để bảo vệ đất nước. Bình luận được đưa ra sau khi Moscow và Minsk ngày 25 tháng 5 ký thỏa thuận về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng ngày nói rằng Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch và ông nhất trí với Tổng thống Nga Putin về loại vũ khí hạt nhân, nơi bố trí và số lượng, nhưng không nêu rõ cụ thể.
hồi tháng 4, Nga đã công bố những khí tài mang vũ khí hạt nhân chiến thuật, bao gồm cường kích Belarus, được bổ sung khả năng tấn công mục tiêu bằng vũ khí hạt nhân và tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Không quân Belarus đang vận hành gần 70 cường kích tấn công mặt đất Su-25. Loại chiến đấu cơ này có thể mang bom nặng 500kg, phù hợp với những mẫu bom hạt nhân rơi tự do từng được Liên Xô phát triển. Mỹ và EU lên án thỏa thuận, nói động thái khiến căng thẳng khu vực leo thang nguy hiểm hơn nữa. Washington mô tả kế hoạch của Moscow là khiêu khích, vô trách nhiệm, nhưng cho biết Mỹ chưa có lý do nào để điều chỉnh chính sách hạt nhân của mình. Belarus có đường biên giới với 3 thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia. Nga và Belarus có mối quan hệ quân sự và là đồng minh thân thiết. Minsk cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để đưa quân vào Ukraine. Phương Tây đã áp nhiều vòng trừng phạt với Nga và Belarus, trong đó có loại một số ngân hàng khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, hạn chế thương mại và trừng phạt hàng loạt quan chức. Thưa quý vị, theo diễn biến tình hình xung đột tại Ukraine, mới đây các lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí chống tăng để tấn công các mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch quân sự. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 5 công bố đoạn video cho thấy các lực lượng quân sự nước này đã phá hủy một cứ điểm khai hỏa của Ukraine bằng tên lửa chống tăng hướng Avdiivka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã tấn công 4 kho đạn của Ukraine ở khu vực Zaporizhia, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như 2 trạm kiểm soát của lữ đoàn quân đội Ukraine. Tên lửa chống tăng là vũ khí uy lực được thiết kế để vô hiệu hóa hoặc bắn hạ xe bọc thép của đối phương. Tên lửa chống tăng có thể đối phó hiệu quả với các phương tiện bọc thép hạng nặng như xe tăng. Vũ khí này có thể được sử dụng để phá hủy các công sự, bong kè và các mục tiêu kiên cố khác của đối phương. Quân đội Nga hiện sở hữu 2 mẫu tên lửa được cho là nằm trong danh sách những vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới là Kryzantema và Konets. Nga gần đây sử dụng vũ khí chống tăng để gây thách thức cho kế hoạch phản công của Kiev và tiêu diệt xe tăng phương Tây cấp cho Ukraine. Sự yểm trợ của vũ khí chống tăng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Thành phố công nghiệp Avdiivka nằm ngay phía bắc thành phố Donetsk, một vùng đô thị lớn của Ukraine. Avdiivka, nơi có một nhà máy luyện kim lớn, liên tục bị pháo kích kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Với vị trí chiến lược quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donetsk, quân đội Nga đã liên tục tổ chức các đợt tiến công nhằm vào Avdiivka. Avdiivka cách Bakhmut khoảng 90 km và cách thành phố Donetsk chỉ khoảng 25 km về phía bắc. Giới chức Ukraine lo ngại thành phố này có nguy cơ trở thành Bakhmut thứ hai khi Nga tăng cường pháo kích, tìm cách bao vây. Giới quan sát nhận định bên cạnh Bakhmut, Avdiivka có thể trở thành một chiến trường chính tại Donetsk và dự kiến sẽ xảy ra những cuộc giao tranh nảy lửa. Quân đội Ukraine đang nỗ lực phòng thủ và khẳng định đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga. Bộ Quốc phòng Anh nhận định chiến dịch của Nga xung quanh Avdiivka sử dụng chiến thuật tương tự như những gì xảy ra ở Bakhmut. Trong những tuần gần đây, tình hình ở Avdiivka tiếp tục khó khăn do Nga tăng tần suất không kích và cắt đứt một số tuyến đường tiếp tế của Ukraine. Người đứng đầu chính quyền quân sự Avdiivka hồi tháng 3 cảnh báo thành phố Avdiivka đang bị xóa sổ khỏi trái đất và ngày càng trở nên giống địa điểm trong các bộ phim hậu tận thế.